Thưa quý vị, huyện Châu Đức là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất tỉnh với khoảng 3.852 hectare. Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức cho biết, trên địa bàn hiện có khoảng 500 đến 700 tấn trái cây tồn đọng do đang bước vào cuối vụ, mưa xuống, giá giảm mạnh, thương lái thu mua ít nên các nhà vườn phải cắt bỏ. Trong đó thì có khoảng 100 tấn bơ giống 034 Quốc Minh. Trước tình trạng tồn đọng hàng trăm tấn bơ không tiêu thụ được, ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã phát động chương trình và triển khai các phương án nhằm hỗ trợ người trồng bơ. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể cùng người dân tham gia tiêu thụ bơ thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Với giá bán 10.000 đồng một ký, sau một ngày kêu gọi đã có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký mua 10 tấn bơ. Và một số doanh nghiệp, tổ chức đang triển khai cho người lao động đăng ký mua bơ hỗ trợ nông dân Châu Đức. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ tiêu thụ bơ cho nông dân huyện Châu Đức thông qua số điện thoại 0983 961 096, ông Đỗ Chí Khởi, trưởng phòng nông nghiệp huyện Châu Đức, hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Phòng Nông nghiệp huyện số 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hỗ trợ phương tiện, lực lượng đến từng nhà vườn, giúp vận chuyển, giao hàng miễn phí đến cơ quan, đơn vị theo số lượng đăng ký. Sản phẩm khi được giao sẽ thực hiện đúng quy trình thu gom, lựa chọn, đóng gói, bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng.